Hello và xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn với trên được mình. Bây giờ đây, hôm nay chúng ta sẽ thử quay sinh quay legacy nha. Thì trước khi được giao hôm nay sẽ là like nha. Rồi thì hôm nay làm dân thường nha anh em. Là dân thường nha. Ok, từ anh em ơi. Được rồi. Trời, ba con đà vàng đây cho nó chất anh em ơi. Từ đây. Ok, quận ơi. Ok. Mọi người không biết quần anh em thôi, được rồi. Mình sẽ để cho bọn này đào vàng á. Ok, ba con là bọn này sợ công lên đấy. Đặt phát nữa rồi. Ui, sao mình biết cái này mỗi lần cộng 80 vàng này. Ngon quá. Mình sẽ chơi cung nha anh em. Đây, chơi cung nha anh em. Ok. Chơi cung nha anh em. Xem nào. Tèo. Cung khổng lồ anh em ơi. Cung khổng lồ anh em ơi. Quá ghê gớm. Ok. Ui. Bắn rất là xa. Bắn tí xuống bên kia luôn. Đậu xanh bắn mái cóc chúng. Ok à, ảo thật đấy, lần này nhất định phải trúng này, nhất định sẽ trúng. Cay thế à. Độc lạ bình dương à, từ có bao nhiêu, 1 2 3. Ok, ba con nữa thôi. Giờ một con thua nữa hết cứu anh em ạ. Đậu xanh cái quái này, mình bắn cái thơ, mình sẽ đứng đi lùi lên tên tí này. Bắn nó phát. Đấy, em chưa. Nó phải chất lượng cao như này này này. Ô, chất mượn nó đẩy lên đấy em ơi, 500 khô máu luôn. Mày khiêu chiến à? Khiêu chiến em vô. Mà nó không có tuổi. Cung của mình bá như thế này em nhìn này. Này cung này. Này, một bắn một mạng này. Thấy chưa? Mà nhất tiến nhất mạng đây. Mẹo nhất tiến nhất mạng này. Con này vào đây là solo à? Rồi mình sẽ chơi bút bắn đây. Mua cái này. Chết mượn mua nhầm rồi. Đâu rồi. Đây là cái con roi anh em ơi. Mua lấy vài cái tí vào mua sau. Được rồi. Ok, có cái cất roi này anh em. Đào vào nhanh như cái đã. Nhờn. Đào nhanh lên xem nào. Bọn này lẹ mẹ thế nhỉ. Bút bắn anh em, bút bắn cho tốt. Ôi, chết giỏi anh em ơi. Đây là cung nhà vua chứ mà lòi đâu ra con hàng phát kẻ kìa. Mày lừa ta đúng không? Ok, đây anh em ơi. Bút thêm phát nữa này. Ok, chưa uy tín luôn. Uy tín luôn anh em ạ. Ok. Ai à. Căng em ơi. Căng em ơi. Nhưng mà quan trọng là nhà bản quyền anh em ạ. Hơi khó chịu một chút. Nhưng mà không sao. Mình chắc chắn sang được em ơi. Mình sẽ để cho bọn này đào nhanh lên. Nhanh lên mấy baby ơi. Đấy nhanh lên. Đấy cần về nào. Đấy cần về nào. Mình sẽ để khiển cho nó đào nhanh hơn nha. Ok. Ê xong. Đây em ơi. Còn khoảng mấy chục con nữa thôi. Uy tín. Uy tín anh em ơi. Uy tín. Tưng. Được rồi anh em ơi. Sao mà đỡ được full chưa. Ui, còn khoảng cỡ độ 10 con nữa thôi. Ok, bút thêm lần nữa này. Lần này lần cuối rồi đấy. Lần này mình đảm bảo sẽ đủ luôn. Mình đảm bảo luôn, chắc chắn là như thế rồi. Ra xua chắc chắn là như vậy rồi. Ok chưa. Má, bọn này lè mè thế nhỉ. Lè mè quá, mình sẽ được cái này. Đấy nhá, lè mè, mình phải điều khiển đập cho nhanh. Thôi đủ rồi đấy. Chưa anh em ơi, bọn này đông quá. Mà vẫn chưa đủ, cay thế nhỉ. Đây rồi, 47 rồi đấy. 47 rồi, nhanh lên mấy baby ơi. Mấy baby, mấy nhanh lên. Đây, mình sẽ về nộp tiền luôn nha, nộp hết tiền đây. Được rồi đấy. Còn hai con nữa. Còn một con ở đây này, cộng 80 vàng. Ok, cộng 80 vàng. Có 80 vàng tiếp đi. Ok được rồi, tụi anh em ơi. Bút bắn này quất. Ôi chết mượn. Ôi em biết gì đâu. Mình lỡ trời ra cung vàng anh em ơi. Mình test thử sức mạnh cung vàng luôn. Test ngay nhớ không. Có đồ mới là phải test ngay. Khiêu chiến à. Ma. Ui 350 đạn vừa. Đúng là ăn đứt vườn mệnh cung bình thường luôn anh em ạ. Úi giời ơi. Em biết gì chưa. Đây là chuyện bình thường ở Bình Dương mà. Thôi về thôi, nhưng mình bắn nát tượng nó đây. Được rồi. Nào, cung vàng sức mạnh tối thượng sẽ rất dẫn dắt càn quân lên càn quét bọn này. Lê đấm. Mày nhờn đáy là máu ngay. Nhờn. Làm gì. Đáy là máu ngay anh em. Rút cày mà. Bắn nát tượng rồi chứ. À thôi, tí nó cũng yếu lắm rồi anh em ơi. Thôi à, cho đi cả lũ nha anh em. Cho đi cả lũ nha. Xin vĩnh biệt cô. Đi cả lũ luôn. Tức. Được rồi anh em ơi. Ok. Tưng tưng teo teo. Được rồi, mình sẽ sơn skin đây.
Giờ chỉ có sơ skin anh ơi. Mà không sơ skin này nó yếu lắm ấy. Không sơ skin sức mạnh nó không có được mạnh không. Người chơi là phải sơ skin. Đây mình chơi skin năng lượng mặt trời anh em. Ok chưa. Chúng ta không giống nhau. Mình chơi trời sẵn một con cung vàng ở chưa này. Để bắn. Vì bàn này là cái bàn mà. Là cái bàn mấy anh em ạ. Ok mình sẽ điều khiển luôn nha. Mình nghĩ là nó sẽ sở hữu sức mạnh đấy. Sức mạnh xem xét đâu. À có anh em ạ. Ờ đây rồi. Cóc có anh em ơi. Ok. Thôi thủ thôi cu ơi. Ma. Bắn là tim nó sợ chạy. Chạy về nhà kia thì sao mà đỡ được đây. Được rồi anh em ơi. Được rồi. Đây mình sẽ chơi bút bắn nha. Đây rồi. À tim nó dám bắn. Ma mày dám bắn. Đào bàn tim anh nhà này. Sửa xem xét này. Trời đánh như mày. Trời đánh tránh mới ăn như mày. Nhưng mà trời đánh này đánh cả mới ăn anh em ơi. Đậu xanh ra uống. Con kia nó dám bắn quân tim mình anh em ơi. Mình sẽ bắn. Này em giờ cuốn xem xét nhưng một bắn là 700 đam luôn. 350 này. Một bắn này. Mày khiêu chiến này sao mà đỡ được. Mình sẽ giết hết bọn này đi anh em. Diệt họa này. Em giờ cuốn xem xét. Thực sự thì mình thấy anh rất là mạnh. Thế này mình sẽ hủy luôn con này. Mừng đâu. À khiêu chiến. Nhận. Nếu giờ bắn cháy như Free Fire luôn, điện giật đàng. Vĩnh biệt mày. Đây mình sẽ đi lại đây anh em. Đây đi lại này. Ngước lên trên bắn. Trúng vào nách em ơi đấy. Này gắn lên trời này, bắn thẳng lên trời này. Nhèo, rơi. Sorry bro. Thèn tử nhìn em quay gót đi. Ok. Quê cục mày cút ra. Bọn này khiêu chiến à. Ok. Bọn cung mày có cái lỗi đó chứ nhỉ. Đứng gần nó sẽ không bắn được em ơi. Nhưng mà mình điều khiển thì bắn cho nó ngu người được. Được rồi. Đứng lùi ở đây này. Hơi chắc về hướng này một chút này. Nhấc lên này. Điện tử nhìn em quay cửa đi mà. Ui giời. Uy tín lừa đi anh em. Uy tín chưa anh em. Đã đủ uy tín chưa? Được rồi. Đây mình sẽ nâng. Thôi được rồi, về cung về mình sẽ cho cung lá đi, cung lá ra rất là nhanh em ạ. Giá thành rất là rẻ nữa. Ok. Quan trọng nhất là rẻ anh em không? Quan trọng nhất là rẻ rồi. Được rồi anh em ơi. Đâu rồi, chờ thôi đủ rồi. Này 1 2 này. Hai con trên đây. Chỉ ra chỉ còn có 270 đấy giờ nhỉ anh em ơi. Giờ cái này nó lên đúng một phát rồi đấy. Là có tiền mua ngay. Đỡ về lằng ngoằng. Ok. Lấy tăng sức mạnh đà vàng lên đây. À đang có khoảng 4 con rồi. Thêm 4 con nữa thôi anh em. Đơn giản. Đầu tiên mình sẽ giao một con thủ trước đấy. À thực ra cũng không cần thủ lắm. Ê mình sẽ hướng dẫn các bạn cái trò rất là chó ngày xưa mình hay làm nha bạn. Mình sẽ bắn cẩu qua cái hòn đá này. Đấy mình đứng gần mình bắn cẩu cái hòn đá này. Đấy bắn ra tim bạn. Đó cay đỏ người luôn. Thậm chí ngày xưa mình có cái trò này bắn qua hàng đá xong rồi bắn thẳng vào người kia đi cơ. À, rất là áo. Ai 3 4 ok. Ô thằng này khiêu chiến à. Mày mỗi đứa một viên. Mỗi bé một viên. Chưa sợ. Ai chưa biết sợ. Úi giời ơi. Không qua đâu nhá. Không qua đâu. Này công lên này. Công lên mày. Mày lên đây mà ăn tao này. Này. Ui, không qua đâu nhá. Mới đây mới anh em ơi. Ok. Được rồi anh em ơi. Quá ghê gớm. Được rồi anh em ơi. Xem nào. Bao nhiêu con này ta? Khoảng mấy con rồi. Lên đây anh em ơi. Được rồi. Tèo. Được rồi. Sao mà đỡ được. Nhớ rất là đông luôn. Được rồi. Tèo. Đây anh em ơi. Nào. Ma tim bạn sợ luôn. Không dám lên luôn anh em ạ. Ok. Mình như chơi hack vậy anh em ạ. Mình áp cho tim bạn không thể nào mà thoát ra được em không. Mấy con cung đấy to với cả mạnh như này ấy. Đây là do cái game nó có. Nó tự có anh em không. Không hiểu.
Em hiểu biết kéo à, cái này em tự qua đây. Ôi chết quá mà trời, thừa mấy con đào vàng anh em ơi. Ok thì không sao, cứ kệ đi, tí kiểu gì nó sẽ lên thì đằng nào cũng sẽ lên hướng sát nhân đạo thì anh em ơi không phải lo. Từ từ lên hướng sát nhân đạo đi cu, đúng rồi mình biết ngay mà, rất là cay cú nhá, nó kiểu gì mình biết kiểu gì nó sẽ lên hướng sát nhân đạo mà. Được rồi. Ôi, đào vàng thì mình thêm một châu đi, không biết ma ăn 4 viên mũi tên bị quãng cơ. Mà đắt thế nhà, mình sắp hết dùng hết tài nguyên rồi mà vẫn chưa xong em ơi. Được rồi. Lên này. Lên đồ anh em ơi, nhanh lên xem nào, lên xem nào. Ui giời ơi. Ok, bọn ơi hôm nay mình sẽ check một 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 ấy nha. Đây là con bì đào vàng bình thường nha. Đâu mình sẽ đập một phát này. Đập một phát trúng cái mỏ sẽ về được bao nhiêu đây? Vậy là mỗi đập khoảng 15 vàng em ạ. Ai à. Căng đét luôn anh em. Mình chơi cỡ khoảng 10 con nữa. Ok, 1 2 3 4 5 6 7 ok. 8 9 10 ok, let's go. Rồi ơi, ui tim bạn có chống được không này? Này lên này. Đùm 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 đùm, vì nó to xác hơn nên chạy cũng nhanh hơn anh em ạ. Bắn khá là cháy mẹ con này. Xu 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 đi em ơi, nát tượng ra. Ui giời ơi. Bất chấp việc tim mình rút nhưng bắn nát tượng xong rồi bắn lan về sau. Tội những anh đang đứng ngay em ơi. Đúng là người quật ở cả. Ok cả đời, nhưng thôi chắc clip bên này kết thúc các bạn. Em like, share, like, xin kính nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.